Tiến sĩ Cao Bân, thành viên của viện đá quý AGS Enfield đã tiến hành một loạt thí nghiệm trên hạt xá lợi sinh ra từ răng Phật ở tháp Mộc ở huyện Ứng, tỉnh Tây Sơn, Trung Quốc. Tiến sĩ Cao đã dùng bút máy khắc nét lên đó, nhưng hạt xá lợi này không hề lưu lại dấu tích. Tiếp đó, ông dùng máy đo hệ số dẫn nhiệt để kiểm tra, kết quả đo được 1.000 đến 2.600 W trên mét Kelvin. Ông còn dùng máy đo áp suất để kiểm tra, dưới áp lực nặng, hạt xá lợi vẫn còn nguyên vẹn. Kết quả thí nghiệm bước đầu cho thấy hạt xá lợi răng Phật có đặc tính của thể kim cương, hơn nữa không phải là kim cương bình thường mà là thiên thạch kim cương hệ tinh thể sáu phương Long Daylight. Sự quý giá của nó không hề thua kém ngọc bích biện hòa trong truyền thuyết. Sau khi tăng thêm độ tối, có thể nhìn thấy rõ ràng ở giữa có 5 bóng mờ. Trải qua điều chỉnh màu, 5 bóng mờ hiện rõ hình dạng của 5 bức tượng Phật trong tư thế ngồi thiền. Trong đó, một tượng Phật lớn nằm chính giữa, 4 tượng Phật kia giống như hộ pháp bao quanh, hình ảnh vô cùng rõ ràng, chân thật.